Mẹ chồng muốn tôi đóng góp tiền để trả nợ 2 tỷ cá độ cho em chồng. Từ khi cưới đến giờ, vợ chồng tôi chỉ có quyển sổ tiết kiệm 300 triệu, nên tôi chỉ đồng ý hỗ trợ cho em chồng 50 triệu đồng. Thì chồng lại giận dỗi. Anh trách tôi là người ngoài, nên thấy em của anh gặp nạn, không cứu giúp. Trong khi tiền tiết kiệm cũng chưa làm gì cả. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Em chồng của tôi mấy tuần gần đây đang phải trốn về quê vì nợ cá độ hơn 2 tỷ đồng. Xã hội đen liên tục tìm đến nhà để đòi nợ. Vì không tìm được chú ấy nên chúng tạt chất bẩn vào nhà và đe dọa bố mẹ chồng tôi. Từ khi con mắc nợ đến giờ, bố mẹ chồng tôi luôn phải sống trong lo lắng và bất an. Không phải chỉ có lần này em chồng mới dính vào nợ nần. Cách đây hơn một năm, nó cũng hùng hạp làm ăn rồi mắc nợ hơn 1 tỷ đồng. Bố mẹ chồng tôi khi đó đã đứng ra trả nợ cho em chồng. Lần này, ông bà gọi hai vợ chồng tôi để bàn chuyện trả nợ. Bố mẹ bảo, bao nhiêu tiền để dành đã trả nợ lần trước cho em chồng hết cả rồi, giờ đây không còn gì để trả nợ. Ông bà muốn vợ chồng tôi phải có trách nhiệm với em bằng cách đóng góp 1 tỷ đồng. Số còn lại, ông bà sẽ dùng sổ đỏ để vay ngân hàng. Chồng tôi thương bố mẹ nên không ý kiến gì, mà còn hứa sẽ cố gắng thu xếp. Tuy là chồng hứa với bố mẹ như thế, nhưng anh biết rõ chúng tôi không có tiền. Chúng tôi chỉ có quyển sổ tiết kiệm gần 300 triệu đồng. Đó là số tiền gom góp từ khi cưới đến bây giờ. Anh ấy muốn tôi đưa khoản tiền này cho bố mẹ chồng. Phần còn lại sẽ vay mượn của bạn bè và họ hàng để cho đủ số 1 tỷ đồng. Tôi thương bố mẹ chồng thật, nhưng không đồng ý mang hết tiền tiết kiệm trả nợ cho em chồng, trong khi lại là nợ cờ bạc. Tôi chỉ đồng ý hỗ trợ cho em chồng 50 triệu đồng. Thì lúc này chồng lại giận dỗi. Anh trách tôi là người ngoài, nên khi thấy em của anh gặp nạn, không chịu cứu giúp. Trong khi tiền tiết kiệm cũng chưa làm gì đến. Mấy hôm nay, vợ chồng tôi luôn mâu thuẫn về việc của em chồng. Có lúc tôi cũng muốn yên thân bằng cách đưa hết tiền tiết kiệm cho mẹ chồng, nhưng tôi lại xót của. Bao nhiêu năm chúng tôi chỉ mới dành dụm được từng ấy, lại mang đi trả nợ hết cho người, chỉ biết cá độ và cờ bạc. Rồi lại còn chẳng biết vay đâu cho đủ số tiền 1 tỷ đồng để đóng góp như bố mẹ chồng đã giao trách nhiệm đây. Thật sự tôi không đủ sáng suốt để đưa ra quyết định như thế nào cho đúng đắn nhất trong lúc này. Hay là tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân như lời của chồng nói. Mong mọi người cho tôi lời khuyên với. Dòng tâm sự thứ hai, nghe lời dụ dỗ của con rể, mẹ chồng tôi qua nhà con gái sống. Nhưng chưa đầy một tuần lễ, bà đã bị đuổi về với đôi mắt sưng húp. Các em đã làm gì mẹ chồng tôi mà bà lại khóc đến sưng cả mắt như thế này? Lương hưu của mẹ chồng tôi khá cao, 10 triệu đồng một tháng, bằng với số tiền mà tôi làm vất vả cả tháng mới kiếm được. Tuy lương của mẹ cao, nhưng vợ chồng tôi không nhờ vả được một chút gì. Ngày tôi sinh hai con, mẹ chồng còn bận công tác nên bà chẳng chăm sóc được đứa nào. Hàng ngày bà chỉ việc đi làm và tối về đã có cơm ăn. Mỗi tháng mẹ đưa cho tôi vừa đủ với số tiền mà bà ăn tiêu trong tháng. Dù có nhiều tiền là như thế, nhưng không bao giờ bà mua cho cháu được thùng sữa hay bộ quần áo. Tôi cũng chưa biếu cho mẹ chồng được cái gì nên cũng chẳng dám mở miệng đòi hỏi. Ngay sau khi nghỉ hưu, mẹ chồng quyết định ăn riêng. Bà không muốn vướng víu gì đến gia đình thôi. Bởi vì nếu như ăn chung thì bà sẽ phải vất vả nấu nướng cho con cháu mỗi ngày. Với lại bà sống một mình, việc ăn uống cũng khá đơn giản, không tốn kém như gia đình chúng tôi. Vì thế chọn cách ăn riêng là giải pháp tốt nhất cho mẹ chồng.
Năm nay mẹ chồng tôi ngoài 60 tuổi, nhưng nhìn còn trẻ trung lắm. Mỗi lần bà đi ra đường cùng với tôi thì có rất nhiều người còn coi là hai chị em. Bà cũng biết cách chăm sóc sắc đẹp. Tháng nào mẹ chồng cũng đi spa để dưỡng sắc. Mỗi lần bà đi đám cưới hay hội hè gì đó là mặc một bộ quần áo mới. Hiếm khi nào tôi thấy mẹ chồng dùng lại đồ cũ. Quần áo của tôi mặc trên người toàn là đồ cũ của mẹ chồng cho. Tôi phải công nhận mẹ chồng có mắt thẩm mỹ khá tốt. Đồ bà mua 10 năm trước, bây giờ vẫn chưa lỗi thời. Tuy đã lớn tuổi, nhưng mẹ chồng có rất nhiều bạn bè. Tháng nào tôi cũng thấy bà đi du lịch với các hội nhóm. Nhìn mẹ chồng vi vu hưởng thụ tuổi già, không vướng bận cái gì mà tôi phát ham. Tôi không biết sau này mình có được như bà không nữa. Đầu tháng vừa rồi, vợ chồng em gái bất ngờ qua đón mẹ chồng đến sống cùng. Em rể muốn nuôi dưỡng bà những năm tháng cuối đời. Mẹ còn trẻ khỏe, bà thích sống cùng với ai, đó là quyền của bà. Chúng tôi không có quyền ngăn cản. Được con rể mở lời đón đến sống cùng, mẹ chồng mừng ra mặt. Bà rất hãnh diện vì có những đứa con tốt. Những ngày mẹ chồng không có ở nhà, gia đình tôi vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có điều gì xảy ra. Chiều hôm thứ năm vừa rồi, tôi vừa đi làm về thì thấy mẹ chồng ngồi sẵn ở trong phòng khách với đôi mắt sưng húp. Mẹ chồng bức xúc, bà trách con rể và con gái là một lũ tham lam. Các em ấy thấy lương hưu của mẹ tăng lên 10 triệu đồng mỗi tháng nên muốn qua đón về bên ấy. Hai ngày đầu, các em đối xử với mẹ rất tốt, cho ăn uống toàn những món ngon. Sang đến ngày thứ ba, thì con gái muốn giữ thẻ lương của mẹ để chi tiêu sinh hoạt trong tháng. Nhưng bà không chịu, bà chỉ đưa các con 3 triệu đồng mỗi tháng. Đến ngày thứ tư, thì con rể thông báo là đang nợ nần tiền tỷ và mong muốn mẹ vợ cố giúp, nếu không thì sẽ tan cửa nát nhà. Mẹ chồng tôi choáng váng khi biết chuyện gia đình con gái nợ nần nhiều như thế. Bà rất muốn giúp đỡ con gái và con rể, nhưng trong người không có một khoản tiết kiệm nào cả. Lương tháng nào bà đã chi hết tháng đó. Biết không thể nhờ vả được nhà ngoại, con rể hậm hực mắng cho mẹ vợ một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Tôi bảo mẹ chồng, bà cũng đã lớn tuổi rồi nên chi tiêu ít lại để dành tiền tiết kiệm phòng lúc ốm đau bệnh tật. Thế nhưng mẹ chồng nói sống đến đâu thì biết đến đó, bệnh thì chờ chết, không cần phải chữa trị. Vì thế bà chẳng còn con nào phải lo lắng cho sức khỏe của bà. Thu nhập của vợ chồng tôi hiện tại chỉ đủ để nuôi các con, chẳng thể nào lo được tuổi già cho mẹ chồng. Với cách chi tiêu không nghĩ cho ngày mai như thế này, tôi rất lo lắng mẹ chồng tôi đến tuổi già ốm đau. Tôi không biết phải nói sao để mẹ chồng biết chi tiêu tiết kiệm đây. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.